Thì chào các em. Đã thấy các bạn hôm nay vào thấy gọi anh Minh Gia Bảo, Lâm Hoàng Gia Bảo, Trần Gia Bảo, Băng Thiên. Anh sẽ tiếp tục. Thầy chào các em, chào anh Minh. Chờ đợi tí nha. Cảm ơn. Phải đi tuốt lại cái mái tóc đi. Tóc vừa về xong chúng ngắm ơi quá. Anh Minh có hỏi là ai lên top 1 đi. Được, yên tâm, có test cái là mọi người bay mê bay ngay lên trên ngay. Đây là đêm 15 nhỉ. Rồi ta bắt đầu nhé. Hôm nay thầy trò mình lại tiếp tục với cái nội dung chuyên đề lập trình cơ bản. Ở buổi trước thầy trò mình đang dừng ở nội dung. Khoan ạ, các bạn đã vào đủ chưa? Còn mất hai bạn. Trước khi sang nội dung đấy thì ta sẽ tìm xem thứ hạng của các bạn nộp trên server đã lên top chưa. Trong quá trình dùng thì các em có thể đổi mật khẩu của mình nhé. Trong quá trình đổi mật khẩu mà quên mật khẩu cũ thì nhớ báo thầy để thầy cấp lại mật khẩu. Bà Thiên có hỏi lại bài số 63, nhất trí luôn. Đầu giờ ta cũng sẽ giải đáp luôn những khó khăn của các em còn gặp phải. Ta quay trở lại bài số 63. Có bạn ăn hỏi gì chờ đợi tí nha. Hôm trước đây chín ta xong rồi nhỉ. Thấy băng đã vươn lên tới top 3 sang màu vàng rồi. Băng đã bỏ từ dã màu xanh và màu xám để chuyển lên màu vàng rồi. Trung thì đã chuyển xuống màu đen, thật là ngầu. Trung nó vào chưa nhỉ? Như chưa thấy Trung đâu. Các bạn rất rất tích cực làm bài. Ta thấy có rất nhiều nhân tố mới ở trên bảng danh nhé. Ta tiếp tục chuyên công việc thôi. Để ta hôm trước ta nói đến kỹ thuật cầm cờ này, phần tử có giá trị trên lên lớn nhất nhỏ nhất này. Bài này vậy bài bài 64 63. Vậy về vừa rồi có Thiên có hỏi bài số 63 thì ta có đây Thiên này, bài 63 của Thiên. Nhập N, nhập K, nhập mảng A rồi. Nếu ai Thiên ơi, ở chỗ này em thiếu mất một dấu bằng nhé, so sánh bằng nhé. Nếu ai bằng K, bằng bằng K, bằng bằng K nhé. Em thêm thiếu mất một dấu bằng. Ok nhé. Bằng bằng K. Rồi.
Có bạn nào còn câu hỏi nào về sửa xem lại câu nào không nhỉ? Có mỗi Thiên nhờ xem lại thôi nhé. Rồi. Tuấn Anh xem lại bài 61 à? Bài số 61. Bài chỗ 61 chỗ Tuấn Anh em bị sai ở chỗ này. Thực tế không phải là sai, như hôm trước thầy báo là bài là cái biến tổng tổng trên n ở như thế này cũng được. Em sử dụng brinet cũng được. Rồi em xem lại bài số 60 à. Bài số 60, bài số 60 tên file em bị thiếu này, thiếu chữ chấm .inp và chấm chữ, thiếu chữ chấm OUT. Với lại bài này là người người ta hỏi cái gì mà sao lại tăng y ra nhỉ? Ta xem lại bài số 60 nào. Bài số 60 đếm số lượng phần tử có giá trị lớn nhất. Để đếm được phần tử có số lượng giá trị lớn nhất, bước 1 em tìm giá trị lớn nhất. Bước thứ 2 em mới để tìm giá trị lớn nhất, ban đầu em khởi tạo RMAP bởi một giá trị vô cùng bé. Duyệt từ đầu dãy số đến cuối dãy số, nếu thằng nào mà lớn hơn, nếu thằng nào mà lớn hơn RMAP ngược lại thì gắn RMAP bằng thằng đấy. Nhá. Đấy, sau khi thực hiện công việc này ta thu được RMAP là giá trị lớn nhất của dãy số thì ta lại for lại một lượt nữa. Ta for từ đầu dãy đến cuối dãy và thực hiện công việc. Nếu có một thằng AI nào đó mà nếu có thằng AI nào đó mà có giá trị bằng thằng RMAP thì chứng tỏ thằng đó là thằng thằng đạt giá trị lớn nhất, thì ta tăng cái biến i2 của em lên. i2 ban đầu phải biến đếm nên phải khởi tạo bằng 0 nhé. Sau đó em xem thằng i2 ra là được. Như vậy so với chương trình cũ của em thì em phải sửa lại ở chỗ đoạn này. Chỗ này được gọi là tìm giá trị lớn nhất của anh nhé. Okay, giải quyết trường hợp của bạn này. Rồi, ok, đó là bài của tuần này. Các bạn nào còn câu hỏi nào nữa thì ta sẽ giải đáp trước khi ta sang nội dung bài mới nhé. Ở cái file đây 11, các bạn ở trong lớp các bạn đã hoàn thiện xong chưa? Các bạn ở top trên đấy. Bao gồm Băng đã xong bài đây 11 rồi đúng không? Còn ai nữa nhỉ? Băng làm cái tập bài nâng cao thì để ý là bắt đầu từ bài 3, hình như mới 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 có test đến bài 2 thì phải, hay bài 3 gì đấy, thì cứ từ từ mới có test để cho các bạn cùng làm nhé, ở cái tập bài nâng cao. Lưu ý là cái bộ test ta chấm là kích thước dữ liệu nó cũng khá bé, do đó mình làm thì vẫn phải làm theo cách tối ưu nhất có thể. Rồi, ta đó là xong cái file của bài này. Ta sang tiếp phần đây 10. Ở đây 10 hôm trước thì thầy trò mình định tua nhanh thì nó có một số các cái kỹ thuật khá quan trọng ở trong file đây 10, nên ở trong phần này ta sẽ làm một cách thật cẩn thận. Trong đây 10 ta có mỗi 6 bài thôi. Hôm nay thầy trò mình sẽ chiến hết 6 bài này. Đấy. Cái file đây 10 thầy gửi lại ở trong nhóm.
Mình rất chi là cà khịa chị Băng. File đây rồi, đây 10 gửi trong nhóm, các em tải phải file đây 10 nhá, tranh thủ thầy sẽ làm file bài tập mới để cho các nhóm đã hoàn thiện xong. Em mở file đây 10 nhé, ta có 5 phút để nghiên cứu nhé. Đó, thế rồi. Đó, chờ đợi. À, Tuấn Anh xem lại cái ảnh thầy chụp gửi ở trong nhóm nhé. Để sửa lại một tí là được. Em sẽ xem file đây 10 và thầy trò mình sẽ các em đọc nghiên cứu thuật toán bài 1 nhé, sau đó thầy chuẩn bị bài bài file đây 12.
À, thầy đã gửi cái file D12 để các em nào đã làm xong file D10, D11 thì các em làm bài D12 nhé. Chúc các bạn leo tốt an toàn, làm sao vượt qua được em Minh ở bên trên là được. tới thời điểm này chúng ta đã có thấy các bạn đã vào khá đầy đủ rồi. Vậy thì ta sẽ bắt đầu nhé. Ta bây giờ sẽ tương tác với em. Anh Thiên top 16 để xem nào. Các bạn Thiên top 10 hẳn hoi ngầu đừng đùa. Rồi ta sẽ bắt đầu nhé. Hôm nay ta sẽ làm file day 10. Thì vừa gửi tới các em ở trong nhóm. Thì ở file day 10 này ta sẽ làm một số các cái bài tập áp dụng kiểu dữ liệu mảng một chiều trong C cộng cộng để giải quyết bài toán này. Đấy có thêm các bạn ở bên lớp nâng cao nhảy sang học cùng. Thì việc các bạn bên lớp nâng cao có nhảy sang học cùng các em lớp cơ bản cũng được nhé. Ở trong cái phần này thì ta sẽ thấy là để áp dụng được với kiểu dữ liệu mà ta đang dùng là kiểu dữ liệu mảng một chiều với cái bài số là tổng số lớn nhất. Thì bây giờ ta bắt đầu tập trung nhé. Thầy tạm thời tắt chức năng chat để bà con cô bác tập trung làm việc. Đầu tiên về bài số 65, trước khi giảng thì thầy sẽ quan sát xem tiến độ nộp bài của các em ở bài số 65. Thôi, bằng ranh bay màu rồi. Thế nào vừa spam bằng ranh của thầy. Rồi ở bài số 65 thì ta nhận thấy như sau. Đề bài là cho n và dãy A1, A2, AN. Đề bài người ta yêu cầu là tìm 3 phần tử liên tiếp có tổng lớn nhất. Đấy, 3 phần tử liên tiếp có tổng lớn nhất. Bây giờ cái ông Trung còn nhảy sang nhóm Zalo ông chat. Sao giọng thầy như robot? Lag quá à? Giọng thầy hay như thế cơ mà. Thầy hôm nay vừa mới ăn cơm xong lại nói bảo giọng thầy như robot, buồn thầy quá. Rồi, bây giờ ta quay sang cái bài toán đầu tiên, bài toán tổng lớn nhất. Đề bài yêu cầu là cho N hãy thực hiện là chọn ra 3 phần tử có tổng lớn nhất. Bài này là chắc chắn Băng đang hỏi là test bài về sâu đã có test trên hệ thống chưa? Có rồi Băng nhá. Thầy đâu đi quốc trong bụng Băng mà. Rồi, ta bắt đầu với cái bài toán này nhé. Ở cái bài toán đầu tiên là bài có tổng 3 số có tổng lớn nhất thì ta nhận thấy như sau. Với cái test 1, thầy viết lại cái test cho nó to để các bạn dễ quan sát. 1, 3, 4, 2, 7, 3. Người ta yêu cầu chọn 3 phần tử liên tiếp mà có tổng tốt nhất. Đấy. Vậy thì ta sẽ thực hiện. Đầu tiên ta tính như tổng 3 phần tử đầu tiên. Nếu đây ta là phần tử Y thì thằng này sẽ là y cộng 1. Thằng kế tiếp của nó cũng sẽ là y cộng 1. Đấy. Vậy thì ba tổng 3 thằng này nó bằng 8. Ok. Thầy cập nhật với biến Z. Kết quả tốt nhất tới thời điểm này là bằng 8. Sau đó thầy lấy 3 phần tử kế tiếp, thầy tăng y lên tới đây. Thì ta có 3 cộng 4 cộng 2 là bằng 9. Đấy, sau đó nó lấy mắc thằng này, nó thu được là 9. Sau đó nó lại lấy tổng 3 thằng từ có trỏ y nó nhảy trỏ vào thằng 4 thì y cộng 1 trỏ vào thằng 2
y cộng 2 trở vào thằng 3, à thằng 7. 4 cộng 2 cộng 7 nó sẽ là được 13. Nó lấy mắc của thằng này, nó thu được số 13. Rồi kế tiếp thằng 2, thằng 7, thằng 3 tổng thu được là 12. Đấy, 12 nó lấy mắc thằng này là thu được 13. Vậy thì sau khi chạy với bộ số 1, 3, 4, 2, 7, 3 thì test nó thu được là 13, là tổng 3 phần tử lớn nhất. Vừa rồi thì thầy xét lần lượt các bộ, bộ thứ nhất là 1, 3, 4, bộ thứ hai là 3, 3, 4, 2, bộ thứ ba là 4, 2, 7, bộ thứ tư là là 2, 7, 3. Như vậy thì ta nhận thấy rằng con trỏ y nó chỉ trỏ tới với vị trí này. Nếu đây là vị trí thứ n thì đây là thằng n trừ 1. Còn ở vị trí y ta đang đứng đây là vị trí y n trừ 2 nhá. Nó trỏ vào thằng này. Đấy. Vậy thì ta sẽ bắt đầu thực hiện bài toán theo đúng cái ý tưởng như thế. Đó là ta sẽ thực hiện cái công việc duyệt. Và các bạn cùng quan sát nhá. Thôi có lẽ thầy bật cửa sổ chat chứ không tí nữa cửa sổ zoom của thầy bay màu mất. À, đề nghị chung lắp thêm mạng xịn sò vào nhé. Băng chuyện thầy là thầy của em mà định chung bây giờ mới đăng ký 4G, em hãy sử dụng 4G của VNPT đăng ký gói VN69 à VD69 chỉ có 69k một tháng, tha hồ dùng của Vina. Rồi, góc quảng cáo đã xong, ta sẽ bắt đầu thực hiện như sau. Ta sẽ có cái sắp tác một là cách một. Cách một thì hiện nay thì cái bảng server nó đang bị không được như thế anh Minh nhá. Ai đi sử dụng mạng hàng xóm. Rồi, ta tập trung nghe giảng nhá. Ta có cái cách thứ nhất là ta sẽ thực hiện cái công việc là cho n thực hiện tìm 3 phần tử có tổng lớn nhất. Vậy thì ta đầu tiên ta sẽ có ý tưởng của bài toán. Về ý tưởng giải thuật thì ta nhận thấy như sau, ta sẽ thực hiện là khởi tạo cái thằng biến kết quả bởi một cái giá trị vô cùng bé. Ở đây thì trong khi khởi tạo thì một số bạn hay bị khởi tạo sai bởi vì các em thường khởi tạo bằng không. Lưu ý rằng cái dãy này có thể bao gồm có cả cái số âm nữa nên người ta có thể khởi tạo nó bởi một giá trị vô cùng bé. Ta có thể sử dụng indetermin cũng được. Sau đó ta thực hiện cái việc thứ hai là việc duyệt ấy, duyệt từ đầu dãy cho đến cuối dãy. Với ví dụ khi nãy thì ta nhận thấy rằng nó chỉ duyệt đến vị trí thứ hai, à vị trí trỏ vào con số 2 này thôi, tức là nó trỏ đến vị trí thứ n trừ 2. Bởi vì khi nó đứng ở vị trí n trừ 2 thì mới có một phần tử đứng sau nó và một phần tử đứng sau kế tiếp nữa là hai phần tử. Ở khi đó ta thực hiện là nếu cái biến z của mình mà nhỏ hơn thằng ai cộng với thằng ai cộng 1 cộng với thằng ai cộng 2. Đấy. Thì khi z mà nhỏ hơn thằng này thì chứng tỏ z bằng chính thằng đấy. Khi z nhỏ hơn thằng này, điều đó chứng tỏ biểu thức bên này mới là giá trị tốt hơn, thì ta sẽ cập nhật giá trị tốt hơn. Copy paste luôn. Ở đây các em có thể sử dụng hàm mắc cũng được. Tuy nhiên ở đây thầy ghi một cách rất tường minh như thế. Đấy. Nếu 3 phần tử liên tiếp, thì nếu thầy đang đứng ở thằng y, thì thằng đứng sau thằng y là thằng y cộng 1, thằng đứng sau nữa là thằng y cộng 2. Đấy. Và với cái ý tưởng như thế thì ta có được đoạn code chương trình trên. Tuy nhiên khi cài đặt chương trình thì chắc chắn các bạn chấm và nộp bài nó sẽ không full điểm được bài này. Nếu có full điểm được thì do bộ test yếu thôi. Bạn lưu ý rằng với dãy AI, người ta cho AI là các phần tử nằm trong phạm vi từ 0 cho đến nhỏ hơn 10 mũ 9. Thì khi y nhỏ hơn 10 mũ 9 thì điều đó chứng tỏ rằng tổng của ba thằng này nó sẽ là 3 nhân 10 mũ 9. Nó là một giá trị khá 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 to. Vậy với khá giá trị khá to này, theo các em cái biến z này về ta nên khởi tạo nó bằng bao nhiêu và nên chọn kiểu dữ liệu cho nó là gì? Các bạn bật cửa sổ chat nhé. Theo các em
thì nó sẽ chọn kiểu dữ liệu là gì? Các em bật sử dụng cửa sổ chat nhé, cả các bạn ở bên lớp nâng cao nhìn sang. Băng đề xuất là INT, cảm ơn Băng, bạn được một vé đi xem Blackpink. Trung chọn Long Long. Đúng rồi. Có ai có kết quả khác không? Cảm ơn bạn đã thử đây. Rồi. Như vậy thì khi đó theo các em rep ta nên khởi tạo bằng bao nhiêu? Rồi, âm 129. Cảm ơn Băng. Bạn đã được một vé đi xem Blackpink. Xin mời các bạn kế tiếp hãy cho thầy biết Z thầy khởi tạo bằng bao nhiêu? 1E9, cảm ơn Bảo. Bảo đã được một vé gửi xe. Thiên cho được âm 1E6. Thiên thì trượt ngay từ vòng gửi xe. Băng âm 1E12. Cảm ơn Băng đã ra ngoài bờ ao. Rồi. Xin mời các bạn kế tiếp. Chung khởi tạo bằng không không được, nó là một cái giá không thì nó sẽ là dãy số mà có số âm thì khởi tạo bằng không là bay màu luôn. Bảo Inatemin nó cũng tương đương tương tự như 1E9 thôi, không có gì là khác. Nào xin mời bà con cho thầy biết nên khởi tạo bằng bao nhiêu. Có ai có ý kiến nữa nào, xin mời các em mạnh dạn là cho ý kiến nào. Gia Huy nào hãy cho vừa vào cho thầy biết. Khởi tạo chỗ Z bằng 1E9 là 1E18. Rồi cảm ơn Trung, bạn đã xuất sắc đề xuất được một con số mà không ai đề xuất. Khi ta khai khởi tạo Z, khi ta khai báo Z là kiểu dữ liệu là Gia Huy đề xuất là bằng A0 cộng A1 cộng A2, đó là một đề xuất tốt Huy nhá, đó là ý tưởng rất hay. Tuy nhiên thì ta cũng có thể khởi tạo đúng rồi, Gia Huy đề xuất như thế hoàn toàn hợp lý. Ta đề xuất là 1E18 được nhé. Rồi. 1E18 tức là âm 10 mũ 18. Vậy thì ta sẽ thực hiện cái công việc là khởi tạo hết bằng long long và ta thực hiện cái công việc này. Đấy. Rồi thực hiện xong cái công việc này thì ta thu được Z là kết quả thì ta đưa Z ra. Rồi bây giờ với cái ý tưởng sắp tan như trên, xin mời các em cài đặt chương trình với bài số 65 và nộp bài lên trên server. Trong lúc đó thì thầy trò mình sẽ đi xem bài làm của các bạn khác. Bằng mà bằng ranh bị bay màu rồi, chắc là số lượng spam quá tải nên server không thực tế tới tại tới thời điểm này cái server của thầy nó vẫn đang có chút vấn đề này chỗ bằng ranh. Thầy định chuyển nhà sang server mới nhưng mà thực tế cái quỹ thời gian đợt này chưa đủ. Rồi Trung có đề xuất xem lại bài số 65 của Trung. Ok, thầy cũng sẽ xem hết một lượt bài số 65 của các em để xem cốt bài làm của các em có xuất sắc để được lọt vào trong bài tập mẫu cho các bạn cùng tham khảo hay không. Chính ra bản danh nó bay màu không ai nhìn thấy chứ cũng nó cũng có cái hay hay. Rồi ta xem bài số 65 từ từ bên trên xuống bên dưới nhé. Rồi thầy xem của anh Minh bài số 65. Rồi anh Minh làm bài số 65 nhá. Để xem Lâm cũng chưa làm bài 65. Rồi anh Minh code 65 đây, không buôn chuyện với mọi người nữa. Chỗ Gia Huy cũng code luôn bài 65 nhé. Để Gia Huy có file bài là file đề chứ nhỉ? Để thầy gửi lại trên cửa sổ chat nhé. File này mình đang làm file đây 10, do cái file đây 10 này số lượng nó ít nên hôm nay thầy trò mình sẽ tua nhanh nhé. Ta sẽ để tập trung làm tiếp rồi.
Thế đó thì phải xử lý khéo léo, Thiên làm mình luôn bài 65 em nhé. Các hôm nào thầy phải reset lại cái bảng user mới được. Chứ về không chia theo lớp mà tìm các bạn khó quá. Tìm mãi mới thấy được ông Tuấn Anh. Ông Tuấn Anh chưa làm bài 65 mới tới 61. Tăng tốc lên em nha. Rồi tìm thấy ông Nguyên đây rồi. Nguyên cũng làm bài 65 luôn nha. Đây rồi, cuối cùng cũng tìm thấy Trung. Thầy góp ý với Trung nhá, sau khi nhập N nhập mảng A, thực hiện công việc gắn BI vào thằng này, sau đó đưa ra cái giá trị tốt nhất của thằng BI. Đó cũng là ý tưởng tốt. Sự biết sử dụng cái hàm max element là cũng ý tưởng rất ngầu đấy. Thầy góp ý thêm nữa, chỗ này nên define một cái hàm số N max nhé. Đúng nhá, khi code thì mình sẽ code như này chứ không đưa điền trực tiếp, nếu không người ta với cái người lập trình chuyên nghiệp người ta nhìn vào thì trông nó sẽ hơi gà. Đây là một ý tưởng rất hay. ý tưởng hay đấy. Thực tế cái ý tưởng này thì nó cũng không liên quan cho tới cái code lắm, nhưng mà tuy nhiên thì ta vẫn dùng được. Bởi vì rồi ta thử xem tham khảo cốt các bạn khác nhé. Xem như bạn băng 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 chưa khai báo kiểu long long nhé, bài số 65 nên bài này em sẽ bị bay màu. Test đề bài ở trên server thì để test bé, chẳng qua để thử các em thôi. Băng băng chỗ này khai báo là thành N max nhé, một số cũng N max. Chỗ này thì ta có âm 1 e 18, thằng Z là kết quả thì khai báo tổng quát nó ra ngoài. Còn lại code chương trình rất chi là đẹp. Chỗ này ta có long long hết. Rồi, đó là code của băng. Băng yên tâm, bây giờ mình nhìn thấy thôi, chừng này năm sau nhìn lại cốt mình mới nó mới mới hài hước cơ. Nên thỉnh thoảng thầy xem lại cốt của thầy cách đây 10 năm mình cũng thấy hơi buồn cười. Bài này là của Huy thì thầy cũng góp ý, Huy đã vào ở đây chưa nhỉ? Hôm nay Huy vào, à hôm nay có Huy đây. Thầy góp ý ở bài Huy ở chỗ bài số 65 này em nhé. Thứ nhất, dữ liệu N của ta đề bài người ta cho N nhỏ hơn 10 mũ 9 thì khi đó biến N không được khai báo long long. Nếu N như là số lượng khách hàng thì cũng không bao giờ có thể lên tới 1 tỷ khách hàng sử dụng ứng dụng của mình được. Do đó mình không được khai báo N là kiểu long long và mình sẽ chỉ sử dụng long long trả về kết quả thôi. Còn cái dữ liệu đầu vào kiểu gì thì mình phải chọn cho nó tương ứng. Và mảng A rất ít khi người ta khai báo nó ở trong thân chương trình. Nó là biến tổng quát của chương trình. Ở đây thì ta không hạn chế việc sử dụng khai báo như thế này.
từ đối với hạn chế cái việc đấy, mà ta sẽ thường như thế này Duy nhé, giống như đấy, em khai báo như thế. Sau khi nhập N xong, việc nhập xong thì mình nhập dứt khoát đi, sau đó em mới thực hiện việc tính toán ở đây, khởi tạo đây, sau đó duyệt qua tất cả các phần tử tổng bằng này, sau đó em duyệt qua ba phần tử liên tiếp tính tổng nó vào, nếu tổng này mà lớn hơn Rmax thì gắn Rmax bằng tổng. Đấy, ý tưởng của em rất hay. Và tuy nhiên do Rmax em khởi tạo bằng là 1E9 mà trong khi em khai báo nó là long long thì cái việc này việc đó nó cũng không có ý nghĩa nhiều, mà ta phải sự khởi tạo nó bằng 1E18. Tuy nhiên sau đó đưa kết quả ra. Trong code thì em code rất đẹp rồi đấy. Y cộng 1, Y cộng 2 nhỏ với Y cộng 3. Ý tưởng rất tốt. Đó là bài của Huy, thầy sửa lại. Thầy đưa thêm code tham khảo của một số bạn, code tốt ở đây. Server chấm lâu, server chấm luôn trả về kết quả đúng. Còn các em xem trên lịch sử chấm bài cá nhân của mình nhé. Khi ta vào lịch sử cá nhân chấm bài của mình thì nó sẽ trả về kết quả nó ở phía dưới này. Nó trả lại ở phía dưới đây luôn. Vì bảng rank bây giờ nó đang bị bay màu, tối nay thầy sẽ reset lại bảng rank. Sau đó mọi người sẽ đua với bảng rank mới nhé. Rồi, cô rất chuyên nghiệp. Hoàng Gia Bảo cốt rất rất đẹp đấy. Giờ này Hoàng Gia Bảo rất âm thầm nhé. Như Trần Gia Bảo bảo đúng là Hoàng Gia Bảo con người hướng nội rất âm thầm. Bạn nào vừa bay màu ra ngoài thế nhỉ? Em đang thấy 12 vừa đấy. Lâu lắm rồi không thấy đăng rồi học. Trần thấy em Trần Gia Bảo 65. Sử dụng kết quả kiểu này cũng rất hay. Nhớ rằng cái biến Z của mình là khai báo kiểu long long nhé. Trên ra bài nhé. Z khai báo kiểu long long. Kết quả không phải tuyệt đối không được khởi tạo bằng không. Kết quả em khởi tạo bằng không trong trường hợp dãy số này là dãy số nguyên dương. Còn nếu nó có số âm thì khởi tạo bằng không. Ví dụ như thầy cho một cái dãy số là âm 3, âm 4, âm 5 chẳng hạn, thì tổng ba phần tử lớn nhất của nó sẽ là âm 12 cơ, chứ không phải là không nhé. Nên Trần Gia Bảo nhớ khởi tạo bởi giá trị vô cùng bé, không phải là số 0 bởi vì nó có thể là số âm. Rồi, vừa rồi thầy xem hết một lượt bài của các em và đã thu được bài số 65. Các bạn nào làm xong bài số 65 rồi, các em comment cho thầy số 1 nhé. Bởi vì cái bảng server nó đang bị bay màu đông ra. Các bạn nào chưa xong bài số 65 thì các bạn anh Minh bảo xem bài em với. Khi nãy thầy đã xem bài anh Minh rồi mà. Ta xem bài số của 65 sao nhìn định dạng y như của chị Băng thế nhỉ? Rồi, ok. Sao chép được định dạng là cũng hơi ngầu đấy. Rồi ta tiếp tục nhé. Vậy bài số 65 thầy trò mình đã xong. Ta sẽ giải quyết bài kế tiếp. Bài kế tiếp nhé. Chúng ta hãy quên Minh đi nhé.
Ta sẽ sang bài kế tiếp, bài số 66. Bài giấy vỡ, cái bài này lại quên tên à? Quên không có tên à? Bài giấy không giảm. Bài này là một trong những cái bài rất quan trọng mà nó sau này nó là bài kiến thức kỹ năng nền rất hay. Người ta định nghĩa dãy không giảm hay còn gọi là dãy tăng dần là dãy mà phần tử đứng trước bé hơn phần tử đứng sau. Đấy, bé hơn phần tử đứng sau. Ai nhỏ thua ai cộng 1, nhỏ thua ai cộng 2, nhỏ thua n trừ 1, nhỏ thua n. Đấy. Bây giờ đề bài là cho nó n vào dãy A1, A2, AN. Hãy kiểm tra xem dãy này có phải là dãy không giảm hay không. Nếu có thì đưa ra nhất, ngược lại là đưa ra nông. Nếu có đưa ra nhất, ngược lại là đưa ra nông. Ví dụ với cái n bằng 6 ta có dãy 1, 3, 4, 2, 7, 3 thì ta thấy rằng dãy này không phải là dãy không giảm. Dãy không giảm tức là dãy tăng ấy. Thì vì bởi vì ta thấy rằng thằng 1 nhỏ thua 3, đúng rồi. Chỗ này phải zoom to lên một tí nhé. 3 nhỏ thua 4, đúng luôn. 4 nhỏ thua 2, fail. Nó return ra ngoài luôn. Đấy. Và khi khi chỉ cần phát hiện ra một cặp vi phạm thì ta sẽ dừng luôn. Đấy. À quên, chết rồi. À thôi, bài này các em làm vì nó có mỗi 3 phần tử nên là làm như trên hoàn toàn được. Khi nó có k phần tử thì mình mới cần cải tiến. Rồi bây giờ ta sang cái bài kế tiếp nhá. Bài số 66. Ở bài bài này bài 66 nhé. Ở bài 66 này người ta yêu cầu là cho một dãy số, yêu cầu là kiểm tra xem dãy này có phải là dãy không giảm hay không. Vậy thì với cái bài toán này thì các bạn sẽ có ngay ý tưởng thuật toán để dễ. Bởi vì một dãy được gọi là dãy không giảm khi nó thỏa mãn điều kiện này. Do đó nếu mà phát hiện ý tưởng thuật toán của mình đó là mình sẽ duyệt qua tất cả các cặp từ ta có n trừ một cặp. Nếu kiểm tra xem nếu mà cái thằng AI mà lớn hơn cái thằng đứng sau, khi AI lớn hơn thằng đứng sau thì điều đó chứng tỏ rằng đây là một cặp vi phạm. Thì ta khởi tạo, ở đây ta nên sử dụng kỹ thuật cầm cờ. Ta khởi tạo P bởi giá trị bởi một giá trị khác. Đấy. Sau đó ta break ra ngoài. Mọi người còn nhớ cái bài toán là cho số nguyên dương N và số nguyên dương K và dãy A1, A2, AN tìm vị trí đầu tiên của số nguyên dương K trong dãy số. Đó chính là bài toán tìm kiếm tuần tự. Đề bài của chúng ta bây giờ cũng tương tự như vậy. Nếu phát hiện ra một thằng thì ta bay ra ngoài luôn. Và muốn bay ra ngoài thì ta sử dụng câu lệnh break để ra bay ra ngoài. Vậy thì ta duyệt qua tất cả các cặp đứng cạnh nhau. Nếu thầy đang đứng ở AI thì thằng phần tử đứng cạnh nó là AI cộng 1. Thì hai thằng này đứng cạnh nhau thì thầy thì thực hiện break ra ngoài. Nếu thằng đứng trước mà lại lớn hơn thằng đứng sau. Đây, thằng đứng trước mà lớn hơn thằng đứng sau thì chứng tỏ dãy này nó đang lao dốc xuống. Nó chứ không phải là dãy tăng dần hay gọi là dãy không giảm. Vậy thì ta break ra ngoài. Sau vòng lặp for nếu mà thằng P của mình vẫn vậy. Nếu P của mình vẫn bằng 0 trước vòng lặp for ta khởi tạo P bằng 0. Chỗ này là ta sử dụng kỹ thuật cầm cờ nhé. Ta khởi tạo P bằng 0 để lưu trạng thái. Duyệt qua tất cả các giá trị. Nếu phát hiện ra trường hợp nào đó thỏa mãn thì ta khởi tạo P bởi một giá trị khác. Sau vòng lặp for nếu P vẫn bằng 0 thì điều đó chứng tỏ không tồn tại cặp phần tử nào bị vi phạm là phần tử đứng trước lớn hơn phần tử đứng sau. Hay nói cách khác, mọi cặp AEG đều thỏa mãn điều kiện bài toán là phần tử đứng trước bé hơn phần tử đứng sau. Vậy thì khi đó P của mình sẽ không bị thay đổi thì ta sẽ sell ra giá trị nhiên. Ngược lại thì đưa ra
giá trị nông. Đấy. Ở đây thì các bạn nhận thấy này, nếu mà ta làm như thế này khi chấm thì chắc chắn sẽ bị không điểm. Lý do nó bị không điểm bởi lẽ chữ nhiết của mình là chữ nhiết này, mà trong khi đề bài của mình chữ nhiết và chữ nâu nó lại là chữ in hoa. Vì thế các em cần phải sửa chữ này thành chữ nhiết in hoa và chữ nâu in hoa. Đây là một cái gọi là một cái chi tiết rất nhỏ nhặt thôi, nhưng nhiều cao thủ hy sinh bởi dù làm ra. Em chạy đúng mà nó xeo ra chữ nhiết, à nó là chữ nhiết, nhưng mà chữ nhiết thường và chữ nhiết hoa là hai cái khác nhau nhé. Vậy trên đây là ý tưởng của bài số 66 với cái cách làm như trên, và là ta sẽ thực hiện cái công việc để kiểm tra một dãy là dãy không giảm hay không. Thầy trò mình sẽ duyệt qua lần lượt các phần tử, nếu mà phần tử nào mà lớn hơn phần tử đứng sau nó thì ta khởi tạo nó bởi một giá trị khác biến cầm cờ. Sau vòng lọc for, nếu biến cầm cờ mà vẫn không thay đổi giá trị thì đời ta kết luận đó chính là dãy thỏa mãn điều kiện. Rồi, xin mời các bạn làm bài số 66. Trong lúc các bạn làm bài số 66 thì thầy sẽ đi tìm cốt giảm ở trong của các bạn đã nộp nhé. Bài này là bài kiểm tra xem một dãy số có là dãy không giảm hay không. Như vậy thì từ giờ trở đi, với mọi bài toán mà liên quan tới việc kiểm tra một dãy có là dãy không giảm hay không, ta sẽ thực hiện cái việc đó là duyệt qua tất cả các phần tử, nếu duyệt qua tất cả các cặp liên tiếp nhau, nếu nó mà vi phạm thì ta khởi tạo P bởi giá trị khác và ta break ra ngoài luôn và vòng lặp. Và sau này ta có những cái bài tập như là cho một dãy số tìm dãy con liên tiếp không giảm dài nhất chẳng hạn, thì cứ với mỗi một đoạn bắt đầu từ chỉ số y kết thúc ở chỉ số g thì ta for trên đoạn đó để kiểm tra xem nó có phải là dãy không giảm hay không. Rồi bây giờ các bạn làm bài số 66 nhé, để sẽ đi tìm cốt giảm tiếp ở trong nhóm của mình. Xem anh Minh làm 66 chưa nào, anh Minh chưa. Lâm rồi, Lâm mới tới 65 qua. Thiên đang ở 65. Tuấn Anh, Tuấn Anh tăng tốc lên, vẫn đang dừng ở Nguyên. Nguyên nộp 64, 65, 66 nhá. Ta xem 66 của Trung nào. Tại sao lại phải duyệt từ phần tử thứ hai? À, đây là em so sánh thằng này với thằng đứng trước nó. Tại sao lại là AI trừ 2 chứ không phải AI nhỉ? Cái chỗ này thì thầy nghĩ là chắc đang có vấn đề. Khi mình so sánh hai phần tử khác nhau thì liên tiếp nhau thì nó phải là AI trừ 1 chung nhé. Và khi phát hiện ra một cái thì mình hoàn toàn được phép break ra ngoài luôn. À, F10 chẳng qua may mắn test của thầy nó đơn giản để nó thử em thôi. Ngoài ra nghĩa chỗ này phải là AI-1 nhé. Hai phần tử liên tiếp nhau,
chứ không phải là thằng này cách nhau xa thằng kia thì nó không thỏa mãn. Anh Minh cười gì, thầy bảo thật mà, test này chẳng qua thời gian là để thử các em thôi. Nào ta xem tiếp nào. Sáu sáu ba năm. Bằng cốt rất hay đấy. Anh Minh làm gì mà cắp màn hình nhanh thế? Bình tĩnh. À, Thiên đã được bài 66 rồi à? Rồi. Bắt đầu từ các bài sau sau nữa, bắt đầu đi file thôi. Huy làm bài 66 luôn đấy nhé. Đấy, Gia Bảo dạo này cốt đẹp như người mẫu luôn. Không thể đùa với Gia Bảo được. Quá chi là ngầu. Nên thỉnh thoảng Hoàng Gia Bảo của ta không xuất hiện được thôi, đã xuất hiện là cốt rất chi là ngầu. Chỗ này là chưa đúng Trần Gia Bảo nhé. Bởi vì khi mà mình xét đến phần tử thứ y, ta không thể so sánh một phần tử A3 với thằng AN được. A3 với A15, sau đó lại A4 với A15, A5 với A15 được nhé. Với lại thứ hai là trong khi ta viết chương trình, ta không được phép viết ba cái biểu thức so sánh liên tiếp như thế này. Việc về viết biểu thức so sánh như này thì nó không hợp lệ nhé. Và ta, cái việc so sánh nó không có ý nghĩa chả về giá trị logic. Nên chỗ này Trần Gia Bảo sẽ phải sửa lại cái bài số 66 nhé. Chỗ này ta không được phép viết như thế này. Em sửa lại. Ta chỉ so sánh thằng AI với thằng đứng sau nó là thằng AI cộng 1 thôi. Rồi. Ê, bài này Trần Gia Bảo sửa lại nhé. Rồi. Không, anh Minh bây giờ print screen ai dùng điện thoại chụp nữa. Rồi ta xem bài của Thiên. Rồi, đẹp chuẩn người mẫu. Tuy nhiên sau khi code xong thì Thiên ấn Ctrl A ấy, sau nháy chuột phải nó có một cái dòng format user style, thì khi đó hoặc là as style thì mình sẽ định dạng lại, bởi vì cái dấu ngoặc này nó đang song song với cùng cột với thằng for là không đúng. Dấu ngoặc này nó con của câu lệnh if nên nó phải là được lui vào ở bên trong, hoặc tối thiểu nó phải giống cột với thằng if nhé. Chứ viết như thế này thì theo lập trình logic thì ta thấy rằng thằng này với thằng này cùng cấp với nhau là chưa đúng. Để về về cách trình bày chương trình ấy. Anh Minh chưa đọc bài 66 đâu nha. Thiên người ta làm đẹp lên không được, làm cho nó xấu đi. Rồi các bạn làm nhanh bài số 66 để thầy cho mình chuyển sang bài số 67. Ta dành thời gian để làm tiếp cái file này kia nhé. Hôm nay ta học tăng tốc hiệu quả một tí.
Các bạn nhớ cái tư tưởng của cái bài toán này nhé. Cứ với mỗi bộ chỉ số A, với ta sẽ duyệt từ đầu cho đến gần cuối và ta so sánh hai thằng liên tiếp với nhau. Nếu nó vi phạm điều kiện thì ta bay khởi tạo nó bởi một giá trị khác và break ra ngoài luôn. Bởi vì trong một dãy số nếu phát hiện ra hai thằng vi phạm thì chứng tỏ việc kiểm tra các cặp còn lại là việc vô nghĩa, không cần thiết. Nên ta hoàn toàn có thể break ra ngoài. Ta hoàn toàn có thể break ra ngoài. Trong vòng lập for hay vòng lập while, nếu gặp thằng break thì vòng lập nó sẽ ngắt ra ngoài luôn để nó thực hiện các câu lệnh tiếp theo trong chương trình. Ô, bảng ranh bên máy thầy lên được rồi. Ngầu quá. Anh Minh đang ở 306, ra bảo 247, băng 225. Ở băng sau cái bài ARG 2DR chỉ có 9,18 nhỉ? Các bạn chấm phát được 10 mà. Rồi Nguyên 214, Trung 199. Trung ở vị trí top 6, em có cảm giác nóng lắm hay không? Lâu lắm rồi không thấy lên top đầu. Ở Huy 175, Huy rất tích cực nhé, âm thầm tích cực. Lâm là 143. À, xem nào. À, Tuấn Anh là 123, giờ tôi rồi. Hoàng Gia Bảo 106, Thiên 98. Thiên cố gắng cày lên được 130 nhé. Làm các bài. Rồi phía dưới là các bạn học là lớp mới. Ừ, cái này có khả năng là do băng chưa mua quà tặng mọi người nên mới bị như thế đấy. Thường thường nếu mà em chăm mua quà tặng mọi người ở trong lớp thì vì sẽ chấm một phát sẽ full điểm ngay, hãy tin thầy. Mình sẽ phát mấy à, nó khác nhau đây Gia Bảo ạ. Trần Gia Bảo ạ. Việc return thì em thoát ra khỏi chương trình con luôn. Còn thằng break thì nó sẽ ngắt được vòng lặp để cho mình thực hiện tiếp chương trình con đó ở cuối vòng lặp. Ừ, thằng return là nó thoát ra khỏi chương trình con luôn nhé. Và khi đó cũng do cách tổ chức chương trình của mình thôi. Rồi, thầy cho mình đã xử lý xong bài số 66. Và ở trong bài số 66 này thì ta đã giải quyết được nó một cách trọn vẹn. Bạn nào chưa cài được được bài số 66 thì ta sẽ tham khảo bài để làm sao nhé. Rồi, thầy cho mình tiếp sang bài số 67. À ừ đúng rồi. À, chả trách thấy vắng vắng. Ừ. Rồi ta sang ba tiếp bài số dãy Fibonacci nhé. Dãy Fibonacci do nhà toán học Fibonacci đề xuất vào năm 1202. Nó là 1200 hay là 1502? 1202 được vậy. Ừ. Thôi.
Cái dãy số này là một trong những cái dãy số được đề cập đến trong một cái cuốn sách mà do nhà toán học Fibonacci viết ra. Các bạn chờ thầy ghi vào điện thoại. Đó chính là năm 1202. Về cái dãy số Fibonacci này thì dãy số Fibonacci được định nghĩa là cái số đầu tiên bằng 1 hoặc là bằng 0, số thứ hai bằng 1. Bắt đầu từ số thứ ba trở đi nó sẽ là bằng tổng của hai số đứng trước nó. Bắt đầu từ số thứ ba trở đi nó bằng tổng hai số đứng trước nó. Ví dụ như để xây dựng ra dãy số Fibonacci thầy sẽ có như sau. Số thứ nhất bằng 1, số thứ hai bằng 1 thì số thứ ba sẽ là 1 cộng 1 bằng 2. Số kế tiếp nữa là 1 cộng 2 là bằng 3. Số kế tiếp nữa là 2 cộng 3 bằng 5. Số kế tiếp nữa là 3 cộng 5 bằng 8. Kế tiếp nữa là 13. Kế tiếp nữa là 21. Bởi vì 21 bởi vì nó là 8 là bằng tổng hai thằng đứng trước nó cộng lại. Vân vân. Đấy. Vậy thì đề bài người ta yêu cầu là đây là số Fibonacci thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Vậy thì với n bằng 4 thì số Fibonacci thứ tư sẽ là số 3, n bằng 6, số Fibonacci thứ 6, 2, 4, 6, đó chính là số 8. Đấy. Bây giờ yêu cầu của bài toán là cho số nguyên dương n, hãy tìm số Fibonacci thứ n. Ta quay trở lại năm 1200. Cái thời điểm đó chắc là chưa có 3G, chưa có wifi và cũng chưa có Zalo để các nhà toán học có thể ngồi học như thầy trò mình được. Nhưng năm 1200 là một trong những cái thời kỳ ở châu Âu đang rất phát triển. Đấy, các cái quốc gia, các cái vương quốc phát triển, trong đó những nhà khoa học là những nhà tiên phong. Vậy thì ta nhận thấy rằng cách đây 800 năm người ta đã nghiên cứu khoa học và người ta đã đưa ra được những cái con số, đưa ra được những sản phẩm sản phẩm để tới 800 năm sau mình còn dùng được. Và hy vọng là trong quá trình học tập các em cũng sẽ phát huy được và sẽ biết đâu ai đó sau này cũng sẽ tạo ra được những cái sản phẩm ấn tượng như vậy. Rồi, trong cái khuôn khổ giới hạn của mình thì ta hãy cố gắng tạo ra một cái sản phẩm tốt nhất có thể. Khả năng là không có wifi. Rồi bây giờ ta quay trở lại. Vậy thì để tìm được số Fibonacci thì ta sẽ dùng một mảng, dùng mảng một chiều để lưu các số của Fibonacci. Thì ta thấy rằng cái số Fibo đầu tiên, thằng M1 có giá trị bằng 1. Thằng số thứ Fibonacci thứ hai có giá trị cũng bằng 1. Bắt đầu từ cái số thứ Fibonacci thứ ba trở đi, tức là cho đến số Fibonacci thứ n, thì nó được xác định là số Fibonacci thứ y sẽ bằng số Fibonacci đứng trước nó là thằng Fi trừ 1 cộng với số Fibonacci thứ Fi trừ 2. Đấy. Khi làm như này thì ở bài này thì thầy trò mình cũng sẽ cùng cài đặt bài toán này. Đây ta có ý tưởng thuật toán. Đấy. Thì như vậy thì ta sẽ tính được tất cả các số Fibonacci nằm trong phạm vi số các số Fibonacci thứ từ một thứ một cho đến số Fibonacci thứ n. Vậy thì ta sẽ thực hiện là tiếp ta sẽ thực hiện là tiếp ta tập trung nhá, là đưa cái thằng Fn ra
đưa số Fibonacci thứ n ra. Đấy. Vậy thì trong bài này nó thực sự là đơn giản, nó là một cái bài tập mảng một chiều. Vậy thì thầy trò mình cùng phải cốt để thấy sẽ thấy được cái vẻ đẹp của cái số Fibonacci. Có rất nhiều các cái công trình toán học, các công trình khoa học nghiên cứu về số Fibonacci để chỉ ra được rằng số Fibonacci là một trong những cái số có giá trị thực sự trong cuộc sống, nó tồn tại ở quanh ta. Cốt của lớp nó khởi động và khởi tạo một tí. Bài 67, các bạn cùng làm bài 67 luôn nhé. Để thầy cho mình cùng thử xem sao. Ta tạo khi làm các em nhớ phải tạo project mới nhé. Nhiều bạn thầy thấy có cái thói quen là không tạo project mà cứ tạo một cái file main.cpp để chạy. Nhìn trông nó rất chi là nông thôn mới. Làm việc phải vừa làm việc với tệp luôn, đỡ phải mất công nhập dữ liệu. Mở tệp ra để đọc. Sau khi do là ấn Ctrl D để double nó, sau đó sửa. Nhớ double xong phải sửa cho triệt để nhé, không là hy sinh ngay. Đề bài là cho số nguyên dương n và yêu cầu là đưa ra số Fibonacci thứ n. Để tìm ra được số Fibonacci thứ n thì ta nhận thấy như sau. Ta có số Fibonacci thứ 1 có giá trị bằng 1, số Fibonacci thứ 2 có giá trị bằng 2 là bằng 1. Bắt đầu từ số Fibonacci thứ y trở đi, y bằng 3. Có đến số Fibonacci đến giờ thì số Fibonacci thứ y sẽ bằng số đứng trước nó là thằng Fi trừ 1 cộng với số Fibonacci đứng trước nó nữa, tức là hai cái thằng đứng trước nó Fi trừ 2. Thực hiện công việc này xong thì khi y dừng lại ở n thì ta thu được số Fibonacci thứ n. Vậy thì bây giờ công việc của ta là xeo thằng Fn ra. Đấy. À, anh Minh lại bảo em lag quá rồi. Vậy thì ta sẽ thực hiện tiếp như sau. Bây giờ ta sẽ chạy thử chương trình nhé. Đầu tiên ta thử biên dịch xem là có lỗi không. Cố gắng code chương trình, ấn chạy một phát nó chạy luôn. Để tránh bị sai những cái lỗi mà mất công dừng ngồi sửa. Lỗi thiếu dấu chấm phẩy, thiếu dấu đóng ngoặc, thiếu dấu đúc câu, gọi sang chính tả. Đấy, bây giờ thầy thử xem là số Fibonacci thứ 6 đó, thể ấn nút lưu, ấn nút chạy. Đấy. Sau đó thì thêm pha kết quả. Đó là số Fibonacci thứ 6 có giá trị bằng 8. Đây ta nhìn thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6 là bằng 8. Thử xem số Fibonacci thứ 7 có phải là bằng 13 không? Đúng thật. Số cái Fibonacci thứ 8 sẽ là bằng 21. Đấy. Như vậy ta nhận thấy rằng đã ok nhé. Như vậy thì tới thời điểm này thì ta nhận thấy bài này làm như thế này là đã ok, nhưng ta sẽ phải luôn đặt ra câu hỏi vậy thì trên thực tế cái số dãy Fibonacci trông nó như thế nào nhỉ. Vậy thì thầy sẽ thực hiện công việc là đưa dãy Fibonacci ra.
Vậy thì để đưa dãy Fibonacci ra thì đến số Fibonacci nào thì thầy tính nó ra, sau đó thầy xe nó ra luôn, cách nó ra cho nó đẹp. Ta nên có một cái thói quen khám phá kiểu như thế. Bạn thằng này đi. Rồi bây giờ thầy thử chạy với n bằng 8, thầy muốn xem 8 số Fibonacci đầu tiên đó là những số nào. Đấy, nó thấy là 2, 3, 5 này. Bây giờ thầy muốn kiểm tra xem 18 số Fibonacci đầu tiên là số nào. Đấy, thế ta thấy kết quả đây. Đây là 18 số Fibonacci đầu tiên. Phải copy luôn thằng này vào đây. Cho đây cho nó đa dạng. Đấy. Rồi bây giờ thầy lại muốn tự hỏi là 180 số Fibonacci đầu tiên là những số nào? Để mở ra. Đấy, bây giờ các bạn quan sát cái dãy số nhé, 180 số của thầy. Thầy kéo nhá, ở đây ôi, các số rất chi là đẹp. Đấy, thầy thấy đây cũng là một số Fibonacci khá đẹp. Rồi ta lại xem tiếp các số Fibonacci kế tiếp nhá. Các bạn đang quan sát dãy số Fibonacci đang chạy trên màn hình. Những cái số này nó vô cùng đẹp. Các em dùng một cái số Fibonacci nào đó làm mật khẩu. Đố đứa nào mà đoán ra được mật khẩu của các em, hãy chọn một cái số Fibonacci làm một cái số đẹp mà các em có thể dùng nó trong cuộc sống. Đúng. Đã thu được các số Fibonacci đẹp chưa? Thôi xong. Tới thời điểm này, tại sao số Fibonacci này lại là số âm? Rõ ràng số Fibonacci của mình tại thời điểm này nó là bằng tổng của hai thằng. Vậy thì làm sao nó âm được? Rồi, Trần Gia Bảo nhanh chóng phát hiện ra được rằng là nó bị tràn số. Đấy. Nó bị tràn số thì điều đó có nghĩa là các biến này nếu ta khai báo kiểu INT thì ta không thể đưa ra được những cái số Fibonacci lên tới 10 mũ. Đấy. Đấy. Và đây ta nhìn thấy các số âm. Đấy. Cứ chạy một lúc nữa xuất hiện số âm và như đó thì ta sẽ thực hiện là nó sẽ bị sai kết quả. Đấy. À, chính xác hỏi bằng ta sẽ xử lý phép toán cộng số nguyên lớn. Rồi với cái bài toán này như trên thì ta thử khai báo xem giá trị của thằng FI này mình khai báo kiểu long long thì chạy nó có còn bị lỗi nữa hay không. Đây là cái cách để các bạn tìm ra tính chất của một dãy số. Ngoài việc trả lời ra câu hỏi của bài toán, ta cũng sẽ thực hiện luôn yêu cầu là đưa ra tính chất của nó. Để biết rằng bài toán ta làm bây giờ không bao giờ khi đi thi ta gặp lại nó. Ta phải chắc chắn là như thế. Đấy, đi thi không bao giờ ta gặp lại những cái bài. Đây, vừa vừa rồi thầy chạy nó mất ra số âm. Thầy thử chạy lại xem nó có. Đấy. Thầy thử xem tiếp xem nó có ra số âm không. Thầy vừa rồi khai chuyển thằng cái biến F của thầy sang kiểu long long. Để thầy thử liệt kê xem 180 số Fibonacci đầu tiên nó là những cái số nào. Các em có thể học thuộc lấy một số làm một cái mật khẩu. Ví dụ như cái số này thầy thấy khá đẹp. Đấy, là đẹp hay không do mình nhìn thôi. À, các không, các bạn chọn lấy một cái số bất kỳ. Đây, thầy đang lần lượt đi đến các cái số Fibonacci rất to ở phía sau. Trong quá trình mã hóa dữ liệu, nếu các bạn mà chọn những cái số Fibonacci này làm key, làm khóa để mã hóa thì chắc không ai giải mã nổi trừ chính các em ra. Lầu 2. Đấy, ta thấy các số Fibonacci tăng rất ác. Các bạn thấy về đây. Tuy nhiên tới thời điểm này thầy vẫn phát hiện ra là vẫn có giá trị âm. Tới thời điểm này mà ta chọn kiểu long long rồi mà nó vẫn có giá trị âm thì điều đó chứng tỏ trong một khoảng thời gian với giá trị n bằng 180 chắc chắn nó đã bị tràn kiểu dữ liệu. Vậy bây giờ thầy sẽ có nhu cầu giảm giá trị của n đi. Vậy giảm giá trị của n đi, thầy thử xem 100 số Fibonacci đầu tiên xem với kiểu long long nó có bị tràn hay không. Đấy. Thầy mở file ra.
Đấy, vừa mở ra cái thấy luôn có số âm, đời thật là buồn. Chưa gì đã thấy số âm rồi. Vậy thầy thử số 80 số Fibonacci đầu tiên. Kiểu dữ liệu long long có chứa nổi hay không? À, 80 số thầy thấy ô. Có vẻ như là không có số âm đâu bà con ạ. Có vẻ ngon đấy. Ồ, hóa ra 80 số có chứa được nhá. Sao hôm nay cái máy tính của thầy nó ngầu nhỉ? Bây giờ thầy thử xem 83 số xem có chứa được không? À, 83 số nó vẫn chứa được. Bây giờ thầy thử 85, thử 90 xem sao. Bên kia các em hoàn toàn thử được. Thử xem cái sức chịu đựng chương trình của nó lên tới tới bao nhiêu nhé. Khi tìm được hiểu được sức chịu đựng của nó thì mình sẽ biết được cái tính chất của số Fibonacci. Rất hay. Đấy, đến đoạn này, ồ, có vẻ như là vẫn chạy được. Ngầu dã man. Ta thầy thử số 99, thầy nghĩ chắc không qua, bởi vì số 100 đã không qua thì số 99 làm sao qua được. Đấy. Đây, nó có số âm này. À, số 95 làm sao. Ông anh Minh ông chơi bài 95 vẫn có âm nhá. 94 làm sao. Để ta biết xem kiểu long long nó có chứa được các số nào. Và đây là một cái mốc các em cần phải để phải nhớ. Nè, vẫn có số âm này. 94 không được. Số âm không phải là bài toán nó có số âm, mà là do nó bị tràn kiểu dữ liệu. Rồi, 93 vẫn âm này. Rồi, 92. Ồ, 92 có vẻ ngon đấy. Chưa thấy số âm nào. Ồ, như vậy là 92 nhá. Rồi, như vậy thì ta có một cái nhận xét khá thú vị. Đó là... ta quay trở lại, ta có nhận xét. Với FI, kiểu dữ liệu long long thì chứa được tối đa 92 phần tử. Số 92 số Fibonacci đầu tiên. Đấy. Với cái nhận xét này thì ta nhận thấy như thế này. Với một cái giá trị n với 92 phần tử này, ta hoàn toàn có thể lưu nó vào một mảng hằng. Lưu nó vào một mảng hằng. Và với cái mảng hằng đó mình có thể tương tác trên cái mảng này. Vậy thì ta lưu ý nhé. Vậy từ đó sẽ nên ở bài trên ta chọn kiểu dữ liệu là long long cho biến F, cho mảng F. Đây là cái điều rất quan trọng khi các bạn làm bài này. Rồi bây giờ các bạn cài đặt bài này luôn. Nhớ nhá, thằng F của ta chỉ là kiểu, nên khi này code các bạn để ý nhá, thầy cũng define thằng F của Nmax, nhưng N của thầy chỉ khai báo tối đa là 100. Đấy, mình phải tiết kiệm không gian bộ nhớ chứ. Yeah, phải tiết kiệm, cực kỳ tiết kiệm. Tiết kiệm thì mới giàu đây được. Đấy. Mình giàu đây là tức là cái không gian bộ nhớ của mình còn nhiều để sau này mình chạy được ứng dụng khác, khách hàng người ta vote mình 5 sao bởi vì phần mềm chạy quá mượt. Em cô lại bài này nhé.
Rồi, trên đây là bài số 67. Với cái bài số 67, sau khi thực hiện là cái tính chất trên thì các bạn sẽ rút ra được một cái kinh nghiệm là với các bài số Fibonacci mà liên quan tới số Fibonacci thì các bạn luôn biết được rằng mọi số Fibonacci mà trong đề thi có thể đề cập đến nó sẽ chỉ có khoảng 100 số thôi. Nhớ nhá, nó có khoảng 100 số và cụ thể là nó chỉ có 92 số thôi. Và đề bài người ta sẽ yêu cầu là tìm số Fibonacci thỏa mãn điều kiện thì các em chỉ việc for trên 92 số đó, tìm xem thằng nào thỏa mãn điều kiện, đưa nó ra. Thế là xong. Mình nhớ cái tính chất này nhé. Rồi. Ta sẽ tiếp tục. Với bài số 67 đã xong. Rồi, ta sang bài vừa rồi với cái nhận xét là chí mạng như thế thì các bạn lưu ý nhé. Nó có tối đa là 92 phần tử. Do đó, với mọi đề bài mà liên quan tới số Fibonacci thì các bạn nhớ nó chỉ có mỗi 92 số đó thôi. Cứ lưu nó vào một mảng rồi thích làm gì trên nó cũng được. Vậy. Với như thế thì ta mới Thầy tại sao sao Huy? nếu ví dụ mình xài lon lon thì có hơn được. Vừa rồi mình khai báo long long thì nó được khoảng tầm 92 phần tử giao diện và cái số lượng phần tử nó sẽ nhiều hơn so với INT, và nhớ rằng long long này chỉ để khai báo cho mảng F thôi. Dạ, thì dùng mỏ ấy nhưng dùng với kia là anh ta cái Đây là ở chỗ này này. là lon lon và dùng inside lon lon này À, là thực tế cái bỏ Thực tế thì trong trong các cái kỳ thi học sinh giỏi ấy, thì mình chỉ sử dụng tối đa lên tới long long thôi. Và ngoài ra còn nếu mà cần phải xử lý số lớn thì ta sẽ chuyển sang các bài toán xử lý số nguyên lớn như cộng số lớn với số bé, các bài toán cộng trừ nhân chia số lớn với số bé, số lớn với số lớn. Còn các kiểu dữ liệu không sử dụng kiểu unsigned long long hay dùng các kiểu gì mà thường mình chỉ sử dụng INT, long long, float, kiểu tra. Đó là những kiểu dữ liệu phổ biến. Ngoài ra ta sử dụng các cấu trúc dữ liệu, các kiểu cấu trúc dữ liệu đặc biệt để lưu trữ dữ liệu. Và các kiểu dữ liệu cơ sở thì ta chỉ sử dụng INT và long long, tra, string nhé. Còn các cái kiểu dữ liệu kia thì ngay khi đi thi học sinh giỏi mình cũng không dùng đến. Mà trên trên thực tế thì mình cái giới hạn của đề bài ấy, thì người ta cũng không cho nó quá lớn. Ví dụ như đề bài người ta cho n nhóm bằng 10 mũ 100 chẳng hạn. Sau đó mình chọn một cái kiểu rất lớn của thằng C14 hoặc là C16, nó có hỗ trợ C17 chẳng hạn. Thì rất ít khi người ta ra đề kiểu như thế. Người ta thường cho ra đề sẽ tương ứng với kiểu dữ liệu từ 10 mũ 18 đổ lại. Đấy. Hoặc là với kiểu dữ liệu mà lớn hơn thì người ta sẽ quay sang là xử lý sâu VS. Rồi, bây giờ thầy cho mình tiếp tục với cái bài số 67 xong nhé. Ta sang bài số 68, bài thỏa sức sử dụng số Fibonacci. Bài này ta đã gặp, bài này chính là cái bài ở trong cái chương trình lớp nâng cao thầy đưa cho các bạn làm. Đề bài người ta đưa ra cái khái niệm là số dãy Fibonacci nguyên tố. Thì đầu tiên thì ta quay trở lại xem là số Fibonacci là gì. Thì theo định nghĩa số Fibonacci là bằng tổng của hai số F1 bằng 1, F2 bằng 1 và nó bằng tổng của các số đứng trước nó. Số kế tiếp sẽ bằng tổng hai số đứng trước nó. Bây giờ đề bài người ta yêu cầu là cho số nguyên dương P. P nhỏ hơn 10 mũ 15, như vậy P là long long nhé. Hãy xác định số lượng các số vừa là số nguyên tố, vừa là số Fibonacci và nhỏ hơn hoặc bằng P. Đấy. Ví dụ như bây giờ thầy lấy cái dãy số này.
Đấy. Ví dụ như bây giờ thầy cho P của thầy bây giờ là bằng bằng 10. Khi P bằng 10 thì các bạn hãy cho biết đây là ta có 1 giải phi vô này thì thêm thằng 1 ạ. Vậy với P bằng 10 thì điều đó có nghĩa là gì? Thì người ta hỏi xem là số Fibonacci, các số Fibonacci nhỏ thứ 10 trong các số này có những số nào là số nguyên tố? Ở đây thì ta nhận thấy số 2, 3 và 5. Vậy thì như vậy thì ta có 3 số nguyên tố. 3 số Fibonacci là số nguyên tố. Bây giờ các bạn hãy cho thầy biết với P bằng 97 thì cái biến kết quả của ta sẽ bằng bao nhiêu? Các bạn hãy bật cửa sổ chat giúp thầy. À quên, thầy tắt chức năng chat. Rồi xin mời các bạn, các em hãy cho biết với P bằng 97 thì với bài số 68 này kết quả sẽ ra là bao nhiêu? À, xin mời các em. Mai Thiên trả lời là 5, Hoài Băng trả lời là 4. Xin mời các bạn kế tiếp. Thiên, đây là đâu, tôi là ai à? Đề bài người ta bây giờ thầy đang hỏi ở chỗ này. Bây giờ quay lại với bài số 4, người ta hỏi là cho số nguyên P hãy liệt kê hãy đếm số lượng số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng P và là số Fibonacci. Vừa là số Fibonacci, vừa là số nguyên tố và nhỏ hơn hoặc bằng P. Bây giờ P thầy cho bằng 97. Vậy thì hỏi cái biến kết quả sẽ bằng bao nhiêu? Nào, xin mời tất cả các em phải cho cái đáp án nhá. Nào, xin mời Gia Huy cho kết quả. Anh Minh. À, Thiên vẫn nhất định là 5. Rồi, chung cho kết quả đây. Lâm nữa. Tuấn Anh thì sao? Dù mạng lag chắc vẫn đoán được. Với P bằng 97 thì kết quả bài toán này bằng bao nhiêu? Gia Bảo đâu rồi? Văn Huy nữa, Huy đâu? Rồi, Tuấn Anh chưa có đáp án, dù mạng lag nhưng mà vẫn nghe rõ. Rồi, như vậy thì Trung đề xuất là 5, Gia Bảo đề xuất là 5, Băng đề xuất là 4, Thiên đề xuất là 5. Như vậy thì ta nhận thấy là có hai kết quả, hoặc là bằng 4, hoặc là bằng 5. Vậy thì ta sẽ thực hiện đếm như sau. Các số Fibonacci nhỏ hơn 97. Rồi, các số Fibonacci nhỏ hơn 97 là các số này. Trong các số này có những số nào là số nguyên tố? Thì ta nhận thấy có số 2, 3, 5, 13 và số 89. 89 có phải là số nguyên tố không nhỉ? À, số 89 là số nguyên tố. Vậy thì ta kết luận rằng đáp án của chỗ này nó sẽ trả là 5 đúng không? 5 đây có nghĩa là có 5 số vừa là số Fibonacci vừa là số nguyên tố. Em tưởng là 79. Đây số 97 băng nhé. Số 97 của thầy đẹp bằng đầu lòi thế này mà em lại bảo 79. Rồi, ta chẳng qua băng là thử thả cho các bạn thôi. Rồi, bây giờ ta sẽ tiếp tục. Cảm ơn các em đã trả lời rất chính xác. Vậy thì với P bằng 97 thì ta thấy ra kết quả bằng 5. Và với cái ý tưởng như thế thì rõ ràng thầy trò mình đang làm một việc. Đó là việc bước 1, ta phải sinh ra được các dãy số, các số Fibonacci. Đúng không? Kiểu gì kiểu ta phải sinh ra các số Fibonacci. Bước thứ 2, ta kiểm tra các số này có phải là số nguyên tố hay không. Nếu nó mà là số nguyên tố thì ta tăng biến nếm lên.
Đấy, chỉ đơn giản như thế thôi. Vậy thì về ý tưởng thuật toán thì với cái cách phân tích như thế, thầy trò mình có thể đề xuất ngay được ý tưởng. Nhớ các bạn nhớ nhé, thầy đề xuất các ý tưởng này thì cái thời gian các em học ở trên buổi này các em được biết đến nó, và cái thời gian các em tự học ở nhà thì các em phải xem lại các cái file PDF thầy đã gửi đây, ngồi ngẫm nghĩ từng dòng từng chữ một, bảo tại sao nó lại như thế này, tại sao như thế kia, thì khi đó các em mới biến cái này thành cái của mình để có vận dụng làm được các bài tập mới. Và ta học không phải để đi thi, ta mong muốn gặp được bài này, đi thi mà gặp mong muốn gặp bài này thì coi như là cái đề thi đó là không ổn. Đấy. Ta học để ta lấy được là cách tư duy lập trình, kỹ thuật lập trình và cái cách phát biểu ý tưởng bài toán. Ý tưởng của bài toán ở ta, ta đây là lần lượt sinh ra, tạo ra các số phi đương. Nasi nhỏ hơn hoặc bằng P. Ông Trần Gia Bảo đi thi thế thì nói làm gì? Lần lượt tạo ra các số Fibonacci nhỏ hơn hoặc bằng P. Bây giờ với mỗi số, ta kiểm tra tính nguyên tố của nó. Nếu nó là số nguyên tố thì ta tăng cái biến kết quả lên một đơn vị. Đấy, đó là ý tưởng là như thế. Vậy thì ta, trong cái ý tưởng như thế này thì ta nên được chia thành hai phần, ta chi chi tiết hóa nó ra. Ta có bước 1 là ta tạo ra cái dãy Fibonacci. Đấy. Nhỏ hơn bằng P. Vậy việc tạo ra các dãy Fibonacci nhỏ hơn bằng P này thì ta sẽ làm như thế nào? Đấy, thì ta sẽ thực hiện như sau. Các bạn lưu ý nhé. Nếu như cái bước ở bước 0 là bước nhập dữ liệu, nhập số nguyên dương P, thì bây giờ ta sẽ thực hiện tạo dãy số Fibonacci như sau. Bắt đầu ta khởi tạo một cái biến đếm. Thứ biến đếm này thầy gọi nó là biến K đi. Thầy khởi tạo nó bằng 0. Bắt đầu ta chưa có cái số Fibonacci nào cả. Đầu tiên ta có F1 bằng 1. F2 cũng bằng 1. Bắt đầu ta có K, bắt đầu thầy cho bằng 3 trở đi. Thì bây giờ thầy sẽ thực hiện một cái công việc như sau. Chừng nào, mà thằng FI, FI đây chính là thằng FK của thầy. FK trừ 1 cộng với thằng FK trừ 2 mà đã còn nhỏ hơn hoặc bằng P thì làm các việc sau. Ta thực hiện bao gồm việc thứ nhất, ta tính được rằng là số Fibonacci thứ K sẽ bằng số Fibonacci thứ K trừ 1 cộng với số Fibonacci thứ K trừ 2. Biết K ở đây lưu số lượng các số Fibonacci tạo được. Rồi, bây giờ ta nhận thấy như sau. Sau khi sinh ra được số Fibonacci này, ta sinh ra số Fibonacci kế tiếp. Đấy, bằng cách tăng K lên. Đấy. Như vậy, thực hiện xong công việc này. Cầm hộp sữa không? Chắc bụi ông buồn. Con phát hiện mình lại phát hiện phát hiện mở cửa. Rồi, bây giờ ta sẽ thực hiện cái công việc là bước 1 tạo ra dãy Fibonacci nhỏ hơn hoặc bằng P đã xong. Sau vòng lặp for while này thì cái ta thu được K là số lượng.
nhỏ bằng V. Đấy. Rồi bây giờ ta sang bước thứ hai. Các bạn có thể cài code chương trình luôn nhé. Ở bước thứ hai. Bước thứ hai, ta kiểm tra tính nguyên tố của nó. Và tại thời điểm này ta đang có một mảng Fibonacci có K phần tử. Vậy thì ta sẽ thực hiện duyệt từ đầu mảng Fibonacci cho đến cuối mảng Fibonacci. Nếu nguyên tố của thằng FI mà bằng chu, tức là nếu thằng FI là số nguyên tố thì ta tăng thằng Z lên. Đấy, ta tăng lên. Trước đó ta thực hiện là khởi tạo Z có giá trị bằng 0. Đấy. Như vậy thì về bài toán ta sẽ vừa rồi, đây là ý tưởng chung của bài toán. Còn đây là thuật toán dưới dạng cách liệt kê. Ở đây thì để chi tiết hơn nữa, thầy cho một cái bước 0 là cái bước nhập dữ liệu. Đề bài là người ta cho số nguyên dương P, vậy thì ta sẽ thực hiện là nhập số P. Sau đó ta sẽ thực hiện cái công việc khởi tạo K bằng 3, tính F1, tính F2. Chừng nào, câu lệnh chừng nào đó chính là câu lệnh lặp while của mình. Chừng nào mà ta chưa sinh đủ, chừng nào mà số Fibonacci thứ K mà đã còn nhỏ hơn P, thì ta tìm đến số, thì ta xây dựng số Fibonacci thứ K và tăng K lên một đơn vị để tìm số Fibonacci kế tiếp. Sau vòng lặp while này dừng, ta thu được K, số Fibonacci nhỏ hơn bằng P. Vậy ở bước kế tiếp, để thực hiện bài toán là đếm số lượng các số vừa là số Fibonacci vừa là số nguyên tố, thì bây giờ ta duyệt trên mảng số Fibonacci kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố hay không. Đây, nếu nó là số nguyên tố thì ta tăng Z lên. Đấy. Và cuối cùng bước cuối, ta đưa thằng Z ra. Ở đây thì ta lưu ý, ta có hàm nguyên tố, đó chính là cái function nguyên tố các bạn đã biết. Và đang ngoan con về nhà thầy, nó vừa ôm chân thầy nó không làm cái gì. Rồi như vậy ta đã dạng liệt kê. Đây, vừa rồi thầy đã mô hình hóa rất chi tiết cái bài toán số 68, bài 68, và nhiệm vụ của các bạn bây giờ là cài đặt nó. Xin mời các em cài đặt nó. Vừa rồi thì các bạn nhắn ở trong nhóm thì nhắn trong tin nhắn thầy quên không biết là. Là Huy có hỏi làm sao để sàng được một khoảng nguyên tố để sàng gần đúng, xác định số nguyên tố. Lâm có hỏi với số phi với bài số 67 này
À, bài chỗ lớp này chỗ F2 em khởi tạo bằng 1 em nhé. Rồi bây giờ trong lúc các bạn làm thì thầy trò mình sẽ lại bắt đầu đi dạo thêm một vòng xem ở bài làm số 60 với 8 của các em như thế nào nhé. Xin mời các em cài đặt bài số 68. Bài số 68 nào, ta đi xem ba con làm thế nào bài số 67. Mà anh Minh đã làm từ 67 rồi. Tới Lâm 66. Thiên 67. Các bạn làm luôn bài số 68 nhé. Bài số 68 là bài rất hay. Nó ngang cái bài, thầy nhớ có một năm đó chính là bài thi lập đội tuyển cấp quốc gia. À, băng dùng sạc không phụ điểm à? Nên khi sử dụng sạc nguyên tố không không hẳn sạc nguyên tố là tốt nhé. Ta phải biết được trường hợp nào dùng sạc, trường hợp nào không dùng sạc. Có những bài toán sử dụng sạc thì không phụ điểm. Anh Minh tăng tốc lên, Tuấn Anh tăng tốc lên nhé. Ừ, lát đâu chỗ thầy Bon thế này mà các bạn kiểm tra lại nhé, hoặc là các bạn thoát ra vào lại. À, xin mời Trung Nguyên cốt nhanh lên nhé, mới đến Trung Nguyên đang dừng ở chỗ 64 còn 65 66 bây giờ ta đang sang 68 rồi, tập trung làm xem 68 của Trung. À, cái chỗ này bài số 68 Trung làm bị sai bị nhầm rồi em nhé. À, người ta không hỏi là số Fibonacci thứ P mà người ta hỏi là giá trị của số đó nhỏ hơn hoặc bằng P. Nên ở đây em for y chạy tới P là chưa chính xác nhé. Bởi vì mình không thể tìm được số Fibonacci từ 300 được. Đến số Fibonacci từ 92 nó bắt đầu có dấu hiệu chuẩn bị tràn rồi. À, Băng hỏi bài này có bỏ mảng có sử dụng không gian bộ nhớ. Bài này sử dụng kỹ thuật xoay vòng ba biến F1 F2 hoàn toàn được. Tuy nhiên ta đang làm về chủ đề về mảng một chiều nên ta sử dụng mảng một chiều Băng nhé. À, chạy đến P nó sẽ bị sai về bài toán bạn Chung nhé. Bài toán của mình là tìm các số nhỏ hơn hoặc bằng P chứ không phải là số thứ P. Ví dụ như bây giờ tìm các số Fibonacci nhỏ thua 1.000. Vừa là số Fibonacci vừa là số nguyên tố. Vậy thì mình không thể for y chạy từ 2 cho tới 1.000 được. Làm gì mà tìm được số Fibonacci thứ 1.000? Nên mình chỉ for chừng nào chưa sinh được các số Fibonacci. Nên em code lại chỗ đấy nhé, bằng vòng lặp while nhé. Theo hướng dẫn thuật toán. À, trường hợp theo đó kia kiểu như Trung bảo thôi chạy tới 92 luôn cũng được. Hoàn toàn hợp lý. Đó cũng là ý tưởng tốt. Biết cách sử dụng rồi. Nhưng mà vấn đề là mình đã từng dùng số 92 rồi thì
Trên thực tế mình cũng dùng được tới số 92 luôn. Bằng cốt rất hay đấy, ý tưởng cốt xoay vòng ba biến rất hay, đây là một ý tưởng. Em làm bài số 68 luôn nhé. Sao đề bài 67 là cốt nó lại là 68 này Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo là bài 68 nhé. Đâu nhầm là chuyện bình thường. Rồi, xin mời các bạn làm tích cực làm bài số à 68. Sao? Bạn nào hỏi thì các bạn bật mic lên hỏi hoặc là comment hoặc là bật cửa sổ chat hỏi trực tiếp luôn nhá. Không cần gọi thầy ơi. À còn 9 người, có khả năng mọi người đang bị lag bay màu, không biết mấy đứa kia nó bay màu đi đâu rồi. Mà set boy là đứa nào đấy? Sao đặt tên là set boy này, kiểu giống như bad boy. Thầy thấy Zoom nó hiện lên là bad boy thôi, thế mới chết chứ. Em à, em là ai? À, mình à? Mình nào nhỉ? Trong lúc chờ các bạn vào thì ta sẽ đề xuất luôn ý tưởng của bài số 69 nhé. Bài số 68 hy vọng với cái thông tin chi tiết với cái cách làm như trên các em cần làm và nộp bài lên trên server được. Rồi, bây giờ ta sẽ sang bài số. Rồi, thế xin mời Gia Bảo chia sẻ màn hình. Ra bảo xem màn hình đi em. Bây giờ thầy mới để ý là cái background của thầy nó rất chi là lẫn lộn, được sau là bức tranh, các bức tranh bé Trung Đức về. Chia sẻ mặt rồi đấy, em xem lại đi. Cốt có vẻ ngầu và đẹp đấy. À đó là chừng nào chứ không phải là câu lệnh if nhé, em phải nó thay nó bằng câu lệnh while. Chung không được xúc phạm cục than, thầy thấy cái này là đen như cục chì. Không hiểu tại sao mọi người lại thích được yêu thương nổi cái màu đen, thầy không thích, không yêu thương nổi màu đen đâu nhé. Rồi ta còn thời gian thì thầy sẽ chia sẻ tiếp sang cái bài toán kế tiếp là bảo ơi, cuộc sống nó còn nhiều điều
hơn là thế nữa, em cứ bình tĩnh. Rồi, ta sẽ thực hiện luôn nhé. Rồi, cái bây giờ thầy trò mình đang làm kế tiếp là bài số 69. Bài các bài số 68 các em nào hoàn thôi bạn ơi, em hãy chọn một cái màu nào nó nữ tính, mở ra các phát nó lộng lẫy, nó sáng loáng lên. Chứ làm cái đen xì như cục chì như bạn bảo, à như em bảo thì có mà buồn chết. Rồi, ta sẽ thực hiện tiếp tập trung nhá. Ta sẽ thực hiện tiếp cái bài số 5, bài số 69. Bài số 69 là cho một cái dãy số, yêu cầu hãy đảo ngược cái dãy số này ra. Công việc nó rất đơn giản thế thôi. Đấy. Vậy thì với cái bài toán này thì mọi người sẽ nghĩ nghe một cái cách tư tưởng rất trần trụi, đó là cái tư tưởng là đấy, ý tưởng của ta đó là ta for từ cuối về đầu, xong đó ta drag nó ra. Thì như thế thì người ta cũng gọi nó là đảo một dãy số. Để đảo dãy số, người ta sẽ thực hiện là đổi chỗ thằng A1 cho thằng AN, thằng A2 cho thằng AN trừ 1. Đấy. Vậy về ý tưởng giải thuật của nó, ta sẽ thực hiện đổi chỗ phần tử AI với thằng phần tử AN trừ Y cộng 1. Với y bằng 1 thì nó sẽ chuyển đổi A1 với AN, y bằng 2 là A2 với AN trừ 1, vân vân. Ta thực hiện đổi chỗ cặp số cặp AI với thằng AN với y thuộc đoạn từ 1 cho đến giá trị n chia cho 2 đến một nửa của dãy số. Các bạn lưu ý điều này nhé. Vậy thì cái thao tác này nó dùng ở đâu? Thì ở cái phần nâng cao ở phía sau ta có hẳn một cái chuyên đề liên quan tới phương pháp sinh hoán vị. Để tìm được hoán vị kế tiếp, ta có nhu cầu đảo ngược dãy số. Vậy thì để đảo ngược dãy số thì ta không for cuối về đầu được. Việc for cuối về đầu chỉ là việc đưa ra giá trị, chứ không phải bản chất của dãy giá trị trợ lưu trong mảng đó là không thay đổi. Do đó các em cần phải đảo các giá trị này cho nhau nhé. Ta cần đảo các giá trị này cho nhau. Vậy thì cái ý tưởng thuật toán như thế thì ta sẽ có cái thuật toán cần phải cài đặt như sau. Ở bước mơ ở một thì ta thực hiện ta có bước thứ hai, ta sẽ thực hiện duyệt y chạy từ 1 cho đến n chia 2, tức là ta chạy đến một nửa dãy số. Đến phần tử thứ y, ta sẽ thực hiện đổi chỗ trong C cộng cộng ta có sẵn cái thủ tục swap chữ thường thằng AI với thằng bọn các con nó lại vào nó phá. Em bị xóm thầy có mấy đứa ăn con đáng yêu lắm, nhưng mà thỉnh thoảng nó hơi ồn ào tí, nhưng mà rất chi là tay đáng yêu. Ta đổi phần tử thứ y với phần tử n trừ y cộng 1. Đấy. Đây là cái thao tác đấy. Sau đó ta sang bước 3. Với ba bước như trên là ta đã giải quyết trọn vẹn được cái bài toán số 69. Đây là một bài khá dễ vì bài này nó là cái kiến thức nền tảng cho cái bài toán mới, là bài toán là thực hiện đảo ngược một cái dãy số. Các em lưu ý nhé, để đảo ngược một dãy số thì ta phải thực hiện cái yêu cầu là duyệt từ đầu cho đến nửa dãy số, đổi A1 với A cuối, A2 với A cuối trừ 1, A3 với A cuối trừ 2. Đấy. Tổng quát lên.
Đó là ý tưởng của bài số 69. Rồi trên đây thầy vừa gửi tới các bạn là ý tưởng của bài số 5. Đây là bài số 69, khá hay và đơn giản. Tuy nhiên các bạn nhớ lấy cái kỹ năng này nhé. Kỹ năng này là kỹ năng đảo ngược một dãy số. Để đảo ngược một dãy số từ đoạn này đến đoạn kia thì ta sẽ thực hiện cái công việc này. Và nhớ rằng việc đảo ngược dãy số này nó được sử dụng trong rất nhiều việc. Và rất nhiều những bài toán sáng tạo mới sau này nó sử dụng yêu cầu đảo một đoạn của dãy số. Và các bạn nhớ rằng để đảo được dãy số thì ta for từ đầu đoạn đến cuối đoạn, ta đổi chỗ thằng i với thằng cuối đoạn trừ 1 cộng 1. Đấy. À, trừ y cộng 1. Nha. Đổi chỗ thằng i với thằng a của n trừ y cộng 1. Đấy. Các bạn nhớ cái kỹ năng này là một trong những kỹ năng cực kỳ quan trọng. À, Thiên bảo tạch bài 68. Bài 68 thì cài đặt theo đúng ý tưởng là sẽ thành công. Nếu chưa thành công hãy cài đặt lại. Kiểu giống như là các bạn hãy uống thuốc của chúng tôi ấy. Nếu mà không khỏi thì chúng tôi sẽ hoàn tiền thuốc, và không, uống xong mà không khỏi thì eo mất rồi, còn đâu nữa mà hoàn tiền. Rồi tiện thể đây thì thầy sẽ chữa luôn cái bài số 70 để các bạn có cái phần cốt để cái bài số 69 thầy đã gửi qua Zalo chị nhỉ. Rồi ta sang bài số 70. Ở bài số 70 thì cho số nguyên dãy n và dãy A1, A2, AN. Hãy tạo mảng B có 2 nhân n phần tử của mảng A. Cái kỹ thuật này người ta gọi nó là kỹ thuật nhân đôi mảng A. Đấy. Thiên chờ thầy một tí nhá. Ta sẽ xử lý xong bài này, sau đó ta sẽ quay về xử lý bài của các bạn. Ở cái kỹ thuật nhân đôi mảng A thì ta sẽ thực hiện như sau. Rõ ràng với một cái mảng A, nửa đầu của mảng A là chính nó. B là nửa đầu của mảng B chính là mảng A. Nửa sau từ phần tử thứ n cộng 1 cho đến phần tử thứ 2 nhân n, đó chính là mảng A được lập lại. Đúng không? Đây chính là nửa, đây là n phần tử đầu tiên này. Đấy, sau đó n phần tử kế tiếp này. Đấy, ta nhận thấy nó lặp lại. Vậy thì nhìn như thế thôi thì ta sẽ có cái tư tưởng thuật toán để giải quyết nó. Ta sẽ thực hiện giải quyết nó bằng cách là ta sẽ xây dựng nửa đầu của mảng B nửa đầu gồm n phần tử của mảng B là mảng A. Cái câu lệnh này nó có nghĩa là mình sẽ thực hiện duyệt y chạy từ 1 cho đến n, và ta gắn nửa BI bằng I. Đấy. Các em tuyệt đối không được gắn B bằng A nhé. Việc gắn B bằng A là gắn hai mảng bằng nhau, tức là ta mảng gắn hai vùng nhớ bằng nhau. B, A ta khai báo 100.000 phần tử thì nó thực hiện mất luôn 100.000 phép toán. Do đó trong khi sử dụng mảng tuyệt đối không được gắn hai mảng bằng nhau, mà ta chỉ for trên những cái giá trị có tồn tại nhé, thì ta mới gắn giá trị cho nhau, chứ tuyệt đối không được gắn mảng này bằng mảng kia nhé. Bởi vì mà gắn như thế thì nó tốn chi phí bởi chính bằng cái không gian bộ nhớ mà các em đang dùng đã khai báo. Rồi kế tiếp, nửa cuối, nửa đầu gồm n phần tử được đánh số thứ tự từ 1 cho tới n,
của mảng B là mảng A, thì tức là ta này nửa cuối cũng gồm n phân tử, bao gồm có chỉ số từ n cộng 1 cho đến 2 nhân n của mảng B cũng là mảng A. Cái câu này nó có nghĩa là ta sẽ thực hiện duyệt y chạy từ vị trí thứ n cộng 1 cho đến vị trí thứ 2 nhân n. Đấy. Và ta thực hiện công việc đó là gắn B ở vị trí thứ y có giá trị bằng ai. Ở đây ta for như này thì nó sẽ báo lỗi ngay, bởi vì khi y bằng n cộng 1 thì thằng an cộng 1 nó không tồn tại giá trị. Mà a cộng an cộng 1 không tồn tại giá trị tức là ta đã truy xuất vào một vùng nhớ không tồn tại trên bộ nhớ của máy tính, thì nó sẽ chạy, nó sẽ báo em một cái exit code có khoảng tầm âm 3 tỷ mấy đấy, 31 bao nhiêu đấy. Và khi đó thì việc truy cập vào thằng mảng A nó sẽ bị sai. Vậy thì đơn giản hơn, ta sẽ for y chạy từ 1 cho tới n. Và phần tử thứ b của n cộng y. Đấy. Khi y bằng 1 tức là b n cộng 1, y bằng 2 n cộng 2, y bằng 3 n cộng 3. Y bằng 1 là n b của n cộng 1 bằng a1. Y bằng 2 b của n cộng 2 bằng a2. Như vậy nó nối cái đoạn này vào sau của mảng B. Như vậy đây ta cũng for y chạy một đứa là và gắn B ở vị trí thứ n cộng 1, n cộng y bằng thằng ai. Thực hiện công việc này xong, ta thu được mảng B có 2 nhân n phần tử. Thì ta sẽ thực hiện đưa mảng B ra. Đấy. Dạ, hay nha. À vâng, bài giáo phương sức đấy nha.
Rồi ta thì, thầy vừa có cuộc gọi điện thoại để hỏi về vậy thì ở đây ta nhận thấy rằng khi ta nhân đôi một mảng lên thì bản chất của nó không phải là ta cứ for y chạy từ 1 đến n, ta roi mảng A lại for y chạy từ 1 đến mảng A. Cái ta đang cần bây giờ là một mảng B có dữ liệu ở trong đấy và ta dùng mảng B này, sau này ta sẽ dùng nó vào trong việc khác nhé. Với ở mức độ cơ bản ta sẽ biết cách được nhân đôi cái mảng B này trước đây nhé. Vậy thì ở với cái bài số 60 này thì ta sẽ các em sẽ cài đặt bài này theo đúng theo ý tưởng giải thuật như trên. Và thầy hy vọng là khi mà các bạn ấy lên thì ta sẽ có được cái bảng điểm số khá đẹp. Chắc sau ngày mai thì thầy sẽ phải reset lại cái bảng và mọi người sẽ nộp bài bắt đầu từ bài kế tiếp trở đi. Nhưng mà hôm nay thì các em lại cứ tích cực làm bài đã. Rồi bây giờ ta quay trở lại giúp đỡ các bạn gặp khó khăn trong cái quá trình giải quyết cái bài số 68 nhé. Để ta xem. Các bạn nào cần ấy thì đúng rồi, chính ra bảo ta phải cấm một bài cũ. Cái bài của Thiên đúng rồi mà, thầy đấy có vấn đề gì đâu nhỉ? Bài của Thiên chấm nó bị làm sao? Bảo bài Thiên bài số 68 thì thầy có vấn đề gì đâu nhỉ? Nó bị không điểm à? Bài số 68. Bài số 8 chạy ra kết quả các đáp án. Ơ lạ nhỉ. Mọi người cùng soi xem nó bị làm sao cái, thầy thấy nó hoàn toàn chính xác mà nhỉ. À, hàm nguyên tố sai rồi. Chỗ này Thiên thiếu cái dòng lệnh là nếu U chia hết cho Y. Đấy. Các bạn. Mai ra đưa sang cho bạn. Nhá, Thiên nhá. Thiếu dòng này cười dây anh em cười một cái này. Sửa lại đấy là được Thiên nhé. À em thử thấy thôi được. Bằng cười to thế đã cười đúng lại còn cười to à. Để xem 68. Ừ, được sang nguyên tố thì nó cũng là một cái cách cài đặt rất hay. Rồi, để cho các bạn cài đặt thì sẽ hay. Mấy đứa lo thầy quá ta. Thầy có tuổi già cả rồi. Mấy đứa toán thử khó thế này. À, như vậy thì ở trong cái file đây số 10 chúng ta đã khép lại với cái bài toán về bài tập mảng một chiều. Ở đây nó trang bị cho các em cái tư tưởng duyệt trên mảng một chiều. Và với những cái hệ thống tư tưởng bài tập này thì các em bước đầu đã có một cái thói quen duyệt trên mảng và tìm ra một số các phần tử thỏa mãn điều kiện.
Đây là những cái hệ thống bài tập cơ bản và nó có một số bài nó cũng khá khó. Vì thế các em cũng cần phải cố gắng hoàn thiện lại các bài này. Và đặc biệt hơn nữa thì các em nên xem lại cái file PDF thầy đã gửi sau mỗi buổi giảng, mỗi buổi học để các em có tham khảo cốt bài làm của các người khác, của các bạn khác. Rồi các em cũng có thể xem được rất nhiều thứ ở trong cái file này và xem được ý tưởng thuật toán. Mình có một cái để tổng hợp lại kiến thức. Ở buổi tới, thầy trò mình sẽ chuyển sang nội dung về mảng hai chiều nhé, nội dung mảng hai chiều. Đấy, vì thế các em sẽ thực hiện cái file nghiên cứu trước mảng hai chiều trong C cộng cộng, file cái quyển C tutorial đấy, cái quyển tổng quan về C cộng cộng, các em xem trước về mảng hai chiều và thầy trò mình sẽ làm việc trên nội dung mảng hai chiều. Và trong cái quá trình làm thì nếu cái tập bài này tôi còn đến bài thứ 70, về nhiệm vụ về nhà của các bạn làm bài 70, bài 69, 68. Đấy, những cái bài mà các bạn đang làm dở thì các em hãy tiếp tục hoàn thiện nhé. Rồi, hôm nay thầy trò mình cũng nghỉ tại đây đây. Một số bạn bây giờ đang bị bay màu ra ngoài rồi. Thầy trò mình cũng nghỉ tại đây. Chúc các thầy chúc các em hoàn thành bài tốt, leo tốt bảng danh. Khi nào thầy đi xét lại bảng danh, các bạn nhớ nộp bài mới nhé, đừng nộp bài cũ. Chào các em. Chào các em. Chào các em. Rồi không được đi từ